Các bạn thân mến, Macau tuyên bố vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 rằng vào 0 giờ ngày 17 tháng 3, bất cứ ai đến lãnh thổ Macau từ bất kỳ quốc gia hay khu vực nào ngoại trừ Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày. Thông báo được Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Xã hội đưa ra tại buổi họp báo hàng ngày, nơi kiểm dịch sẽ được thực hiện chỉ định bởi Sở Y tế. Bất cứ ai, dù là cư dân, công nhân không thường trú hoặc khách du lịch đã từng ở một quốc gia được coi là có tỷ lệ mắc dịch bệnh cao sẽ được chuyển đến khách sạn hoặc được chính quyền chỉ định để kiểm dịch. Hiện tại, toàn bộ châu Âu được coi là khu vực có tỷ lệ mắc dịch cao, cũng như các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Ai Cập, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Khi vào Macau, tất cả du khách phải hoàn thành tờ khai sức khỏe. Nếu bạn khai báo sai, bạn sẽ phải chịu hình phạt hình sự. Nhưng ngày hôm nay 18 tháng 3, do sự xuất hiện của người nhiễm bệnh COVID-19 thứ 12, thì Macau quyết định bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, cấm nhập cảnh vào Macau đối với tất cả những người phi bản địa, ngoài Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và lao động nước ngoài mang theo thẻ lao động. Có nghĩa là cư dân của tất cả các nước không được phép nhập cảnh vào Macau theo dạng du lịch. Lệnh này đã được trưởng đặc khu ký và bắt đầu thi hành. Bởi vậy, những anh chị em Việt Nam đang giữ thẻ xanh sau kỳ nghỉ quay trở lại Macau làm việc mà không đi qua các nước có trong danh sách mắc tỷ lệ dịch bệnh cao, mà có địa chỉ nhà trọ cụ thể, kiểm tra sức khỏe và đo nhiệt độ không vấn đề gì sẽ được về nhà trọ tự cách ly 14 ngày sau mới được đi làm trở lại. Còn những trường hợp nghi ngờ sẽ giữ lại ít nhất 8 tiếng. Còn tất cả các anh chị em đã sẵn visa rồi và sắp hết hạn visa rồi cũng phải chịu thôi. Chúc mọi người may mắn. Hãy đăng ký và nhấn chuông để được cập nhật sớm nhất những tin tức tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.